cuộc tập trận chiến lược cấp cao 2020 sẽ diễn ra ở một vài thao trường huấn luyện ở quân khu miền Nam. Theo văn phòng báo chí của bộ trên, các máy bay chiến đấu của quân khu miền Nam sẽ thực hiện nhiệm vụ tác chiến trong khuôn khổ các cuộc diễn tập. Cuộc tập trận cấp cao 2020 sẽ đặc biệt tập trung vào nội dung chống các tên lửa hành trình và các phương tiện bay không người lái, cũng như các hoạt động chiến đấu bắn đạn thật và điện tử nhằm vào toàn bộ đội hình của đối phương, huấn luyện khả năng bao phủ thẳng đứng của không quân và các biện pháp để di chuyển nhanh chóng. Một trọng tâm khác là sẽ sử dụng vũ khí và khí tài quân sự ở những thời điểm khác nhau trong ngày, đồng thời thực hiện các cuộc đột kích thâm nhập sâu. Đây là một cơ hội tốt để tập luyện tác chiến quy mô lớn trong thời bình và để thúc đẩy hợp tác và hiểu biết chung giữa các lực lượng. Cùng với Nga, các đơn vị quân đội từ Armenia, Belarus, Trung Quốc, Myanmar và Pakistan cũng tham dự. Các đại diện của Azerbaijan, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Tajikistan và Sri Lanka đóng vai trò quan sát viên. Deal.